Xin chào cả nhà tiệm mèo sen. Ui em kêu à? Kêu cái gì này? Hả? Em xinh thế. Ôi mọi người ơi, bé mèo anh lông ngắn màu Linh Poi ở tiệm mèo sen mới được chạy gửi lên nha. Em rất là đẹp. Đẹp từ trong ra ngoài luôn. Ôi lông đẹp, mọi người này, mắt đẹp này. Đây mọi người ơi, mắt của bé là mắt màu xanh dương nha, xanh đậm màu luôn. Ui. Rất là nhỏ nhắn, đáng yêu. Cute mọi người ạ, rất là cute hột me. Ôi, trộm vía là bé lanh lợi, quấn chủ. Đây, đang loi nhoi, đòi nhảy xuống để đi chơi đó mọi người ạ. Như này mọi người ơi, ngắm em thật kỹ và nhìn em thật lâu. Ôi, nếu mà mê em thì phải inbox ngay cho tiện để dẫn em về nha. Xinh xắn, dễ thương thế này thì sẽ rất là nhanh có nhà mới. Em ơi, là tên em là gì nè? Có tên nào? Ôi xinh thế. 3 triệu rưỡi cho em mèo anh lông ngắn màu Linh Poi mọi người nha. Mắt xanh, lông dày, mượt. Ôi mụn mịn lắm. Trộm vía mọi người nha. Em ơi, ôi cục bông ơi. Có tên là Ngã này. Ôi xinh thế, yêu chỗ yêu chế. Mọi người ơi, mình kết thúc video đây nha. Xem nào mà muốn rước bé thì nhanh tay liên hệ với tiệm chúng mình đi ạ. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha.